Chào cả nhà, hôm nay mình muốn chia sẻ với cả nhà về kinh nghiệm để ra đời cây Zippo. Đối với những anh em chơi Zippo kỳ cựu lâu năm thì vấn đề đó không hề khó, nhưng mà đối với một số người mới tập chơi hoặc là không chơi mà chỉ muốn biết được cây Zippo của mình đang dùng để mồi thuốc, nó rơi vào giai đoạn nào, năm nào, tháng nào, thì hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn cho mọi người biết ha. Rất là đơn giản, mọi người chỉ việc vào Google, mọi người gõ cho Duy là chữ đời Zippo hoặc là Zippo code thì nó sẽ ra được cái này. Sau đó các bạn click vào một hình ảnh thì các bạn sẽ có được những cái tấm hình về cái bản cha đời Zippo. Rồi sau khi mà có tấm hình đó thì các bạn cầm lấy cái Zippo của mình, lật lên xem cái mộc đáy của nó và đối chiếu với cái mộc đáy trong cái bản thì các bạn sẽ biết được đời của cây Zippo. Ví dụ như cây Zippo Duy đang cầm đây là 25 mã thì các bạn sẽ thấy nó rơi vào năm 1986 ha. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn muốn biết nó sinh vào tháng nào thì các bạn sẽ thấy bên góc ngược còn lại của cây Zippo nó có chữ A B C D F F đó, thì các bạn có nên nhớ là A là tháng 1, B là tháng 2, C là tháng 3, D là tháng 4, rồi EF là các tháng tiếp theo, thì các bạn dựa vào điều đó để mà biết định vị chính xác là cây Zippo mình sinh vào tháng nào. Rất là đơn giản, nhưng mà đó là đơn giản đối với một số cây Zippo từ đời La Mã đổ về lui. Còn về những cây Zippo cổ thì nó hơi phức tạp hơn một xíu, nó dựa vào chấm màu gạch, vào chữ xéo, chữ nghiêng, vào ký hiệu rồi các loại ha, thì các bạn buộc phải tìm lấy cho mình cái hình này cũng trong Zippo code luôn ha, thì các bạn sẽ thấy nó rõ từng cái mộc đáy luôn, rõ từng cái mộc đáy luôn, rồi từ đó các bạn sẽ dễ dàng hơn một xíu là phân biệt được những cái Zippo cổ của mình rơi vào chính xác là năm nào đó. Cái việc này nó chỉ là một phần nha các bạn nha, nó không phải là hết, bởi vì các bạn vẫn sẽ thấy nó có những cây rơi vào giai đoạn năm. Ví dụ như năm 39, 40, những cái Zippo cổ đời 3X, 4X đó, nó không có năm tháng cụ thể, thì với một đấy nó cũng khá giống nhau, thì nó đòi hỏi về kinh nghiệm chơi. Kinh nghiệm chơi thì các bạn có thể dựa vào sách vở. Ví dụ như đây là một cuốn sách về Zippo của anh David Poole, thì các bạn nghiên cứu cuốn sách này sẽ ra nó phù hợp với những người biết chút xíu về anh văn ha. Còn nếu mà không biết chút xíu anh văn thì có thể dùng phần mềm Google dịch dịch từng chút để hiểu về nó. Hiện tại thì tớ vẫn đang nghiên cứu chưa xong cái này, cuốn sách này là tớ mượn của bạn tớ, còn anh em mua thì có thể tìm trên một số trang web cũng như eBay để có thể mua được nó về ha. Đó thì đó là những cái về bực lửa Zippo, nó đơn giản vậy thôi, nó là những cái đơn giản vẫn còn thể tìm hiểu được. Nhưng mà những cái khó hơn, chuyên sâu hơn, ví dụ như là trong giới chơi mà nó sẽ phân tách ra rất nhiều cái để mà nó thể hiện cái sự kỳ công của cái Zippo cũng giống như là độ khó của việc sưu tầm nó, thì nó gồm có những cái là cách nào để phân biệt được đời đầu, đời cuối, hoặc là đời giữa. Có những cây Zippo không hề có trên bảng cha đời sao, như cây một La Mã chẳng hạn vậy, thì nó dựa vào kinh nghiệm chơi em ơi. Kinh nghiệm chơi là gì? Là anh em sưu tầm sẽ biết là nó có những cây chỉ thiết kế ra để giống như thử nghiệm, chưa có ra đại trà, chưa có đưa ra thị trường thì nó không phù hợp hoặc là nó không ok lắm thì người ta sẽ thu hồi vô, thì những cái Zippo đó rơi vào đời nào. Bởi vì từ đời La Mã trở đi thì rất là dễ phân biệt, trừ cây một La Mã thì không nói, nhưng mà từ đời hai La Mã trở đi thì nó rất là dễ phân biệt, bởi vì một đáy nó có rõ tháng và năm, rất là dễ phân biệt rồi. Nhưng mà những cây Zippo từ đời trước trở đi thì làm sao để phân biệt được cây nào sinh vào tháng nào, năm nào, thì nó khó. Vậy thì bắt đầu nó mới sẽ dựa vào một số cái yếu tố như là hình dáng cây Zippo. Các bạn để ý cái thân dưới của cây 46 và cây 47, thì cái thân dưới của cây 46 là nó cao hơn cái thân dưới của cây 47 ha.
ngay cái vị trí mép giấy là các bạn thấy đây là một cái ví dụ về phân biệt đời dựa theo cái form của cái cây Jippo. Để còn phân biệt đời dựa vào cái chấu ha. Bạn thấy cái chấu của cây 46 á, thì là nó ốm và nó dài cái thân chấu giữa ha. Còn cái cây 47 á, thì nó đều ba chấu như nhau. Ngoài phân biệt bằng vỏ thì nó còn phân biệt bằng ruột. Ví dụ như ruột của cây 46 là ruột 14 lỗ. Nó thiếu một cái lỗ ở ngay gốc các bạn ha. Còn cái cây 47 thì nó là 16 lỗ. Đó. Đó là cũng một cách phân biệt đời của cây Jippo dựa vào ruột. Nhưng mà nếu mọi thứ đều như nhau mà một cái á, thì bánh ngang như cây này và một cái thì bánh xéo như cây này đều là đời 46 hết, thì người ta sẽ dựa vào cái bánh ngang là cái đời đầu và cái bánh xéo là đời cuối 46. Đó, nó cũng có phân biệt như vậy nữa các bạn ha. Bạn để ý cái mã trừ cái tử mà PAT203 thì bạn thấy cái số 3 ở cây 46 thì nó có cái mũ thẳng. Còn ở cây 47 thì nó có cái mũ vòng. Đó cũng là một cách để phân biệt giữa cây 46 và cây 47. Ở đây mình có 4 cây 46 hết. Đó thấy không? Thì các bạn sẽ thấy nó đều có cái số 3 thẳng hết. Còn cái cây 47 á, thì cái mã số trên là nó vòng. Đó là những yếu tố dựa vào kinh nghiệm. Sách vở cũng có. Và kinh nghiệm của anh em chơi trên sưu tầm lâu năm cũng có. Và để có được những kinh nghiệm đó thì đa phần mình phải hỏi han từng người ha, thì mình mới phân biệt được điều đó rõ ràng. Cái đó thì chắc không có sách vở nào nói hết được, nên thường thường như hay làm cái clip ngắn, ví dụ như là những cây Jippo đời 46 là chủ yếu để hoặc là 47 hoặc là 53, 54 để phân giúp anh em phân định ra trong cái nào nó có cái đặc trưng để thể hiện nó chính xác là cây Jippo của đời đó. Đó, chứ không hẳn là cứ dựa vào cái bản mật đáy là rõ từng đời đâu. Nên năm ra anh em mà chơi Jippo lâu năm rồi mà họ có cách phân biệt rõ ràng, không hoàn toàn máy móc theo kiểu chỉ tra cứu trên mạng ha, và nó dựa vào kinh nghiệm thực tế cũng như sưu tầm, cũng giống như là chia sẻ cá nhân. Ok, hôm nay Duy chỉ làm cái clip ngắn như vậy thôi. Anh em nào quan tâm hơn về Jippo thì có thể liên lạc trực tiếp với mình qua số điện thoại Zalo là 0913410303. Nơi đó mình có thể trao đổi với nhau về những cây Jippo của bạn đang có hoặc là những cây Jippo bạn đang muốn sở hữu, thì mình sẽ tư vấn với nhau để biết rõ chính xác đời của cây Jippo đó. Nếu mà tớ không phương giúp được thì tớ có thể hỏi những anh em, bạn bè cùng chơi với bố mình giúp bạn được. Bởi vì không phải là cái gì mình cũng biết. Cái gì mình biết thì nó hạn hẹp lắm, mà cái mình không biết thì nó vô chừng luôn các bạn, rất là nhiều. Nhưng mà mỗi người trong bọn tớ chơi sẽ nắm được một ít, thì nếu cái gì cần tớ sẽ lại hỏi anh em dùm. Tớ là tớ không có ngại hỏi. Mấy anh em chơi thân với tớ hay ngại tớ vì tớ hay hỏi nhiều thôi, chứ còn tớ không ngại hỏi. Ok, chào anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.